Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái mô hình sóng harmonic AB bằng CD. Thì thời gian qua, đặc biệt là thị trường vàng, chúng ta thấy xuất hiện rất là nhiều cái mô hình harmonic AB bằng CD. Như vậy thì với cái mô hình này, cái cách đo cũng nhận dạng mô hình như thế nào, cách đo như thế nào. Thì riêng về cách đo sóng thì tôi đã giới thiệu ở cái video trước. Trong cái video này tôi chỉ nhận dạng cái mô hình thôi. Thứ nhất là bây giờ chúng ta thấy giá trong cái giai đoạn hiện nay là đang tăng, nhưng mà trước đó thì chúng ta thấy rằng là có giai đoạn giá xuống và giá hồi lại và giá xuống tiếp tục. Thì chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu, tức là con sóng phía trước nữa, chúng ta thấy nó có một cái mô hình giống như là hai con sóng song song với nhau đó, song song với nhau. Thì cái mô hình này, trong mô hình sóng harmonic thì gọi là mô hình AB và CD. Đầu tiên là chúng ta sẽ ghi chú vào đây, ví dụ đây là điểm A. Chúng ta thấy điểm khởi đầu là sẽ là điểm A. Điểm A. Điểm này sẽ là điểm B. Điểm này sẽ là điểm C. Và điểm này là điểm D. Thì cái mô hình harmonic AB bằng CD có nghĩa là cái sóng AB, sóng AB, AB sẽ bằng sóng CD. Sóng AB sẽ bằng sóng CD. Hay nói cách khác là điểm B sẽ là điểm đảo chiều của một cái xu hướng mới. Nghĩa là trong quá khứ thì chúng ta thấy được là con sóng AB và nó là song song bằng với con sóng CD. Như vậy điểm D sẽ là điểm đảo chiều tiềm năng. Xu hướng là hiện giờ là sóng CD là sóng giảm, thì cái điểm D này sẽ là đảo chiều, thì khả năng sóng ở đây giá sẽ tăng lên. Thì và đây là thực tế là giá đã tăng lên. Như vậy thì với cái mô hình để đo được cái điểm sóng CD này thì chúng ta có thể sử dụng một cái công cụ Fibonacci, là dùng công cụ Fibonacci expansion. Thì chúng ta lấy chuột vào đây, chúng ta đo, chúng ta kéo điểm bắt đầu là điểm A, điểm kết thứ nhất là điểm B và điểm thứ hai sẽ là điểm C. Thì như vậy cái điểm đảo chiều ở đây chính là điểm C. Như vậy điểm D là điểm đảo chiều tiềm năng. Như vậy thì chúng ta chúng ta theo dõi giá biến động trên đồ thị mà chúng ta thấy xuất hiện mô hình AB bằng CD, thì như vậy điểm D sẽ là điểm đảo chiều tăng lên. Ví dụ như phía trước nó CD là xuống giảm, thì cái xu hướng kế tiếp nó là xu hướng tăng. Và với cái nhận dạng cái mô hình này, chúng ta có thể giao dịch tất cả các sản phẩm mà theo cái mô hình này rất là hiệu quả. Hy vọng là các bạn sẽ áp dụng được cái mô hình này. Và đừng quên subscribe các cái video kênh của chúng tôi để được theo dõi các cái video hướng dẫn về cách đo sóng. Chúc các bạn thành công trong giao dịch.